thần đồng đất Việt tập 70 Trận chiến phản công. Sao chóng mặt quá vậy nè? Tịch. Hả? Tính lại đi, xà mau, xà mau. Bẩm chủ hy, thêm một người ngất xỉu ạ. Trời ơi, thật là. Bệnh sĩ nhiều ngày không ăn uống, lại thêm nguy cơ nhiễm bệnh dịch nữa. Thôi, mau cách ly hắn đi. Hừ, lại có bệnh sĩ bị ngất nữa phải không? Dạ bẩm bẩm phó soái. Càng ngày càng có nhiều binh sĩ kiệt sức ngã quỵ vì thiếu lương thực. Quá nửa quân số lại đang mắc bệnh dịch. Sức chiến đấu hầu như không còn. Nếu bây giờ địch quân mà tấn công thì... Phó soái nghĩ tính thế nào? Chứ để như vậy e là không ổn. Thôi được rồi, ta đang tìm cách ứng phó đây. Bẩm đại soái, tình hình binh sĩ hiện nay rất bì đát. Nếu như chúng ta cứ ở lại thì... Thôi đi, ta nói cho người biết, vài hôm nữa quân lương đến ta sẽ đập nát bét bọn chúng ra. Cấp báo, cấp báo. Bẩm đại soái, có tin xấu. Toàn đội quân lương trên đường đi đã bị quân Đại Việt chặn đánh tan tành. Trời, chết ta rồi. Trời ơi, làm sao bây giờ đây? Chà, tình hình thật nguy khốn. Đành phải liệu đường trước thôi. Các binh sĩ mau theo ta. Cạch cạch. Tại sao ta phải dừng cầu phao qua sông lúc này ạ? Lên tính cho ta biết. Quân Đại Việt có thể đang chuẩn bị tấn công chúng ta đấy. Hù hù, đói quá. Không cho ăn làm sao sống nổi. Hừ, có im đi không? Quá nửa binh sĩ đang nằm bẹp vì đói kìa. Hàng binh các người mà cũng đòi hỏi hả? Nếu còn lợi thôi, ta sẽ cho mỗi tên một đao bây giờ. Hả? Dạ dạ, em không dám xin nữa. Tụi em nhịn được mà phải không cha? Phải phải. Hừ, cái bọn đầu hàng này không tin được đâu. Đói quá chúng hay làm càng lắm. Mau giam chúng lại, canh chừng cẩn thận nghe chưa? Trời, không, không. Bẩm quốc công, có tin báo. Sao hả? Hiện quân địch đang cho dựng cầu phao qua sông Hồng mà. Ha ha, không ngoài dự đoán của ta. Chúng đã chuẩn bị đường rút chạy. Ha ha, thời điểm phản công đã chín muồi rồi. Mau tập hợp mọi người để họp bàn kế sách. Tàu Hoàng Thượng cùng Bá Quan Văn Võ thám quân cho biết, tình hình thiếu lương và dịch bệnh khiến cho địch quân vô cùng suy yếu. Đã tới lúc chúng ta phản công tái chiếm kinh thành, đuổi bọn Ngội Sâm ra khỏi bờ cõi. Ha ha, hay, hay quá. Ta mong chờ ngày này đã lâu rồi. Trạng Tý Khanh quả tính toán như thần. Trận phản công này ta giao cho Khanh toàn quyền quyết định. Đa tạ Hoàng Thượng tin tưởng, các tướng nghe lệnh. Ngày đêm mai ta muốn có một nhóm tinh binh tìm cách đột nhập vào thành, hạ các nhóm lính gác để mở cổng thành từ bên trong đón đại quân ta tấn công. Ha ha, tưởng gì chứ chuyện đột nhập thì quá dễ. Trong thành có ngõ ngách nào mà ta không biết chứ. He he, phải phải, đó là nhà của chúng ta mà. Đại quân do ta chỉ huy sẽ đi bằng đường thủy. Khi nào thấy pháo hiệu lập tức đổ quân xuống đồng bộ đầu và tấn công vào thành. Dân Béo cùng tướng lĩnh chỉ huy đội binh thuyền sẽ tấn công địch quân khi chúng rút qua cầu phao. Cá Mèo và một số tướng lĩnh phải đi thông báo cho dân binh các nơi tìm cách tập kích địch quân trên đường rút chạy. Anh Bá Tuốt và đội binh tinh nhuệ của mình hãy phục kích nơi gần biên ải, đánh chúng một trận cuối cùng, làm sao cho chúng không còn dám bén mảng đặt chân sang nước ta nữa. Mọi người đã rõ chưa? Xin tuân lệnh quốc công. Ha ha, kế hoạch thật hoàn hảo. Trạng Tý Khanh quả là một đại tướng kỳ tài. Thú thực tuy ở đây thoải mái, mong sao trận này sẽ toàn thắng để nước ta sớm được thanh bình. Nhưng mà ta nhớ kinh thành của ta quá rồi. Xin hoàng thượng yên tâm, chúng thần quyết giành lại giang sơn Đại Việt. Xuyệt. Ừ, tao đứng cũng không vững nữa. Giờ có ai đẩy nhẹ là tao. À lũy này, tao đói quá. Bùm. Bịch. Hả? Báo. Bùm. Xong, không biết cửa nam ra sao rồi. Hừ,
Bùm. Ha ha, thế là xong. Mau mở cổng thành đón quốc công. Rồi bắn pháo hiệu đi. Ồ. Bùm. Tín hiệu đã phát, lập tức tiến quân. Có chuyện gì? Ai bắn pháo hiệu vậy? Lẽ nào là của bọn địch? Đội cung thủ chuẩn bị. Phù. Trời. Báo động địch quân tấn công. Hỡi các binh sĩ, tấn công. Xung phong. Can can. Phó sói, người đã thức suốt mấy đêm rồi? Xin hãy chập mắt vài lát ạ. Ờ, chắc ta phải nghỉ một chút mới được. Cấp báo, cấp báo. Quân Đại Việt tấn công. Chuyện gì? Trời. Mau theo ta ra chiến đấu. Quân Đại Việt tấn công. Trời. Ta phải làm sao đây? Xin đại soái bình tĩnh, Hà Quang sẽ cố chống đỡ. Rạc. Dậy chiến đấu, quân địch tấn công rồi. Trời, đói quá làm sao đánh nổi. Tôi đang bệnh mà, hu hu. Da. Can can. Phó sói nguy rồi. Các nhóm lính gác đã bị tiêu diệt. Quân Đại Việt đã tràn ngập khắp kinh thành. Trời. Bảo các binh sĩ cố chống trả rồi rút ra ngoài. Phó sói, quân Đại Việt đang bao vây cả bốn hướng. Các binh sĩ, cố mở đường máu ra cửa bắc để bảo vệ đại sói. Đại sói, ta phải rời khỏi đây lập tức. Trời. Binh sĩ yếu sức không chống trả nổi, ta phải rút thôi. Hù hù, trời hại ta rồi. Xin đại sói nhanh lên, kéo không còn kịp nữa. Các binh sĩ mau mở đường cho đại sói. Rút quân, mau rút quân ra cửa bắc. Ha ha, địch rút chạy rồi. Ha ha, địch đã chạy ra cửa bắc, đúng như ta dự kiến. Đại sói, phải chạy hướng bờ sông, đã có cầu phao ở đó. Mau vượt sông. Bảo quốc công, địch quân đang vượt sông bằng cầu phao. Lập tức bắn pháo hiệu cho đội binh thuyền. Ha ha, tín hiệu của Tràng Tý. Tấn công. Trời. Các cung thủ bắn. Ha ha ha, phá cầu cho ta. Đại sói mau lên. À, cứu tôi, cứu. Phó sói, cầu phao đã gãy. Binh sĩ rơi xuống sông nhiều vô kể. Trời. Không xong rồi, mau chạy đi. Chúng tháo chạy kìa, ha ha ha. Nhanh lên. Phó sói, binh sĩ quá đuối sức, không thể chạy nổi nữa rồi. Hừ, bố các người tưởng ta khỏe lắm sao? Ai muốn chết thì cứ ở lại mà chờ quân địch đuổi tới. May ra trên đường đi sẽ tìm được lương thực. Ê, phía trước có làng kìa. Ha ha, chắc ở đây có thức ăn. Hả, sao vẫn ngắt thế này? À, chạy mau. Phục. À, hầm trong. Lột vào ổ mai phục rồi. Chạy thôi. Trời. Ha ha. Chúng ta vâng lệnh quốc công. Chở các người ở đây đã lâu. Anh em tiêu diệt bọn chúng. Chạy mau. Hả? Đại sói coi chừng. Hù hù, nguy hiểm quá. Hù hù, chỗ nào cũng có quân Đại Việt. Chắc ta sẽ bị trúng tên bỏ mạng mất thôi. Xin đại sói yên tâm, Hạ Hoàng quyết bảo vệ tính mạng cho người. Ồ, bấm đại sói, hay là người chui vào ống đồng kia? Nằm trong ấy sẽ tránh được tên bay đạn lạc. Ờ ha. Chí phải. Ha ha, xong rồi đó. Các người phải cẩn thận đấy. Xong rồi xuất phát. Trời ơi, sao mà dằn sóc quá chừng. Chà, sắp đuổi kịp họ chưa cha? Sắp kịp đại quân rồi, cố lên. Chà, quân mình đại bại phải rút khỏi kinh thành. Sao mình còn chạy theo họ làm gì? Hừ, không trốn đi, ở lại để bị trảm hả? Mày có biết tội hàng giặc bị xử thế nào không? Còn không lo, chạy mau đi. Hít, con mệt lắm rồi, không đi nữa đâu.
À, phía trước có làng kìa, hay ta vào đó nghỉ chân một lát. Hừ, cũng được. Ủa, sao không có một bóng người, toàn là các khối điêu khắc đá. Chắc đây là làng điêu khắc đá, họ chạy giặc nên bỏ lại đây mà. Ồ, đẹp quá. Khối bảo thạch hình lá sen này thật đẹp, để con mang về mới được. Khoan đã, nơi đây có chủ không được tự tiện. Người ta là thợ cá ở làng này, còn các người là ai? Hừ, vô lễ, ta chính là tể tướng đương triều. Hả? Cậu không mau dần khối bảo thạch kia cho ta? Hi hi, xin tể tướng bỏ lỗi cho lão. Nhưng là tể tướng sao ngài không ở lại triều đình để cùng quan quân chống giặc, mà lại chạy ra tận xó này? Ta bị giặc truy kích nên phải chạy ra đây. He he, bị giặc đuổi cấp bách như thế mà vẫn còn nghĩ đến chuyện vờ đồ của dân, quả xứng danh tể tướng. He he he. Người lão chỉ nói thế thôi, chứ lão cũng xin dân tể tướng một vật à. Hả, là vật gì? Con à, mang ra đây. Dạ, đây là bảo thạch tạc hình lá sen ôm lấy quả đào tiên, cũng quý giá không kém món kia đâu ạ. Ha ha, được. Lão già xem ra lão cũng biết điều đó. Thôi được rồi, mau đưa cho ta, để ta còn lên đường. Xin tể tướng đừng nôn nóng, lão xin mạo phép khắc thêm mấy chữ để gọi là kính tặng tể tướng. Cạch cạch. Xong rồi ạ, xin dâng tể tướng. Liên dịp thác đào, nghĩa là lá sen ôm quả đào. Ha ha, hay lắm. Bốn chữ này rất hay, rất hợp với tính thanh khiết của ta. Giỏi lắm lão già, thưởng cho lão ít bạc nè. Thôi chúng ta đi. Dạ, tể tướng đi đường bình an. Ha ha ha, hi hi. Chà, sao tự nhiên bọn chúng ôm miệng cười rút rít vậy? Hi hi, có gì đâu, được cho bạc chúng nó mừng chứ gì. Nhưng mà bốn chữ liên dịp thác đào sao đọc giống như là liên dạ thoát đào, có nghĩa là đào tẩu suốt đêm. Hừ, bọn chúng chửi ta, chúng dám bảo ta là chạy trốn suốt đêm, thật là ủa, hình như họ nói đúng mà. Người có im đi không? Hừ, bọn điêu khắc đá chết tiệt, đi mau. Hít, đã không được gì lại còn bị chửi xỏ. Hít. Chà, hẻm núi này hiểm trở quá, coi chừng có phục binh đó. Nhưng đây là con đường ngắn nhất dẫn tới biển ải, đành phải liều thôi. Truyền tiếng quân. He he, chắc phó sói quá lo rồi, đại quân của chúng đều tập trung ở kinh thành, còn binh lực đâu mà phục kích ta ở đây. He he he. Bốp. Làm to rồi em ơi. Hả? Dạ. Bị phục kích nữa rồi, chạy mau. À, bảo vệ đại sói. Con. Ha ha ha. Chạy mau. Hù hù, phó sói. Bẩm phó sói, mấy chục vạn quân của ta giờ chỉ còn vài trăm người, các binh sĩ quá kiệt lực, không còn sức chiến đấu nổi nữa đâu ạ. Hừ, các người phải cố lên, gần tới biển ải rồi, chỉ cần vượt qua cánh rừng kia là vào địa phận Trung Hoa. Nào cố lên. Hít, mệt quá, chỉ cần thêm một đợt phục kích nữa là chúng ta sẽ bị diệt sạch không còn một móng. Này, đừng có nói gỡ chứ. Thì ở đây thật yên tĩnh, chắc chúng ta an toàn rồi. Ha ha ha. Hả? Ha ha, xin chào Lý phó sói. Ta vâng lệnh quốc công chờ người ở đây đã lâu. Hừ, đã đến nước này ta phải liều với người một trận cuối cùng. Các binh sĩ, tiến lên. Dạ. Dạ. Ken ken. Xung phong. Mau đưa đại sói vượt qua biên giới, để ta cản chúng. Má ơi, còn thoát rồi. Hừ, đại sói đã an toàn. Ken. Hừ. Được, lần này ta để các người thắng, nhất định sau này sẽ có ngày gặp lại. Tướng quân, sao lại để chúng thoát? Không sao, lệnh của quốc công là thả chúng về để giữ mối giao hảo giữa hai nước. Chúng ta xong nhiệm vụ rồi đó.
mau quay về kinh thành phụng lệnh quốc công. Hoan hô, hoan hô! Ha ha, đại thắng, đại thắng! Ha ha, quân giặc đã đút chạy về nước rồi. Trạng tí! Ha ha, các bạn đã về, mọi người vất vả quá. Chúng ta chiến thắng rồi, ha ha ha! Nào tất cả cùng đi đón hoàng thượng hồi kinh!